jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Làm lớp trưởng là phải học giỏi nha con. Bây giờ người ta cần khả năng lãnh đạo hơn đó ba. Nè nè, ai vậy? Ai mà gan mà dám bầu con làm lớp trưởng vậy? Hả? Dạ dạ con á cô. Con chị nói là nếu không bầu cho bạn ấy thì bạn ấy sẽ đập con. Con nhắn mì quá. Mẹ cho con ăn bánh tét đó thì có. Thấy cái họng có lớn không? Đừng có nói lớp trưởng nha, hiệu trưởng nó còn làm được mà. Chiêu. Mẹ thấy con làm giỏi không? Con xứng đáng được làm lớp trưởng chứ. Con chào cô ạ. Hai đứa về rồi đó hả? Dạ. Nè, thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm nha. Dạ. Cảm ơn. Mày mà hé răng chuyện bài kiểm tra hôm nay thì chưa. Hai đứa về rồi hả? Dạ. Tâm Anh, bữa nay em làm bài kiểm tra được không? Dạ. Làm chi? Bữa nay cô có bài kiểm tra hả? Tại sao không nói cho mẹ nghe? Dạ đâu có đâu. Đi ra đây. Qua đây. Nói cho mẹ nghe, bữa nay cô có bài kiểm tra phải không? Mẹ mới nghe chị Tâm Ý hỏi Tâm Anh kìa. Không có, chắc chị Tâm Ý lộn thôi. Nè, họ không tin mẹ hỏi nó coi. Mẹ qua đây mẹ nói cho mẹ tao nghe đi. Nói mẹ hỏi nó coi. Nè, Tâm Anh, bữa nay có bài kiểm tra không con? Con làm gì đó? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Có không con? Dạ không thưa cô. Dạ thôi, con lên lầu nha cô. Thấy chưa, con nói mẹ rồi mà. Mẹ không tin con chưa? Dạ, alo. Dạ, cô giáo chủ nhiệm. Dạ, không điểm. Làm gì, đứng lại cho mẹ. Dạ, dạ, không điểm hả cô giáo? Em đã cố gắng dạy cho em ấy rất kỹ, nhưng giải thích cỡ nào thì em ấy cũng không hiểu. Chi hoàn toàn không có khái niệm về phép trừ. Em thật sự rất là lo lắng. Vì phép tính trừ là phép tính rất là cơ bản. Dạ, tôi xin lỗi cô giáo. Tôi nhất định là sẽ cho nó một trận mới được. Vũ lực không phải là cách giải quyết đâu. Nên dạy em bằng lời nói thì sẽ tốt hơn. Em sẽ cố gắng kèm thêm cho em ấy. Nhưng trên lớp học á còn rất là nhiều tiết học khác, nên em không có đủ thời gian. Dạ, xin lỗi cô giáo, tôi biết rồi. Dạ. Làm chi? Con giỡn mày với mày đó hả? Cái con nhỏ này, làm chi? Phép cộng có nghĩa là con đang có một thứ gì rồi con được thêm một thứ nữa, vậy thì là phép cộng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì phép trừ cũng vậy, có nghĩa là con đang có một thứ gì đó rồi con làm mất đi. Đúng rồi, lớp chị hay quá vậy. Có nghĩa là con mất đi, có nghĩa là đã phép trừ. Dạ. Nè, Lâm Chi giỏi. Vậy thì bây giờ mẹ con mình làm phép trừ nha. Dạ ok. Bài này đi. Nè, 11 trừ 3 có nghĩa là con đang có 11 thì con mất đi 3 là còn mấy? Còn mấy Lâm Chi? 11 mà mất đi 3. À con biết rồi. Là còn bao nhiêu? 11. Hả? Dạ đúng rồi mẹ. Nè mẹ nhìn nè, 11 trừ 3 có nghĩa là 11 mà mất đi 3 thì chỉ còn 11 chứ còn mấy. Nãy giờ mẹ nói con hiểu hết đúng không? Không có gì gọi là khó hết đúng không? Hả? Mất trừ đơn giản lắm mà, đúng không con gái? Hỏi xui thôi. Bây giờ mẹ con mình làm ví dụ đơn giản, thiệt là đơn giản nha. Dạ. Con gái ngoan, con thích ăn cái trái cây gì nhất vậy? Trái cây con thích nhất hả? À, là dâu. Con thích ăn trái đào hơn. Thôi được rồi, vậy thì mình ví dụ là đào đi ha. Con đang có 11 trái đào. Không, con thích ăn dưa hấu không? Không, dưa gan. Mệt quá đi. Con thích trái gì cũng được hết á. Cái gì đây?
ăn đi. Bạn cho mình ăn đó hả? Bạn sẽ bầu cho ai vậy? Hả? Thì dù bầu lớp trưởng á, bạn sẽ bầu cho mình đúng chứ? Mình nên suy nghĩ lại. Bạn bầu cho tao hả? Ờ, đâu có đâu. Mình giỡn thôi mà. Tất nhiên là mình sẽ bầu cho bạn rồi. Ờ, đúng rồi. À, hai tụi mình ở chung một nhà, đương nhiên mà lộn. À, đương nhiên bạn phải bầu cho mình rồi đúng không? Mình cần bạn giúp đỡ. Giúp gì? Đại loại như là gì mà? À, xin mọi người giúp đỡ vì bầu cử cho mình á. À, vận động bầu cử. Ờ, đúng rồi. Bạn da đẹp mà, mình cần bạn giúp. Nhất định phải giúp hả? Đúng rồi, mọi chuyện trong cậy vào mày. À, mọi chuyện trong cậy vào bạn. À, coi như là tụi mình ăn chung thuyền rồi đó. Làm chi à, mẹ nói sai rồi đó. Phải là ngồi chung thuyền mới đúng chứ. À không, ờ đúng rồi, ngồi chung thuyền. Mày yêu, Tâm Anh, mày yêu. Alo anh Quang hả? Em Lâm Chi nè. Em nghe nói anh giỏi thiết kế luôn đúng không? Em muốn nhờ anh in cái hình của em lên cái áo á. Cái gì? Bận cái gì mà bận? Được phục vụ cho một người xinh đẹp như em thì bận cỡ nào cũng phải làm, biết chưa? Mày! Quên. Bạn, bạn giữ cho đẹp giúp mình nha. Cái hình này á, mình treo trong lớp để bầu cử á. Bạn làm đẹp giúp mình nha. Làm gì? Số 3, làm! Số 3 đó nha. Cảm ơn hai bạn nhiều. Ủa?
Sao nhìn bạn lạ quá, học sinh mới hả? Đâu có đâu, mình học lớp cái bên á. Chi? Học lớp cái bên sao qua đang kéo? Bạn! Nhìn! Nè nè, ăn nhiều lên, ăn đi, ăn đi, thoải mái, ăn thoải mái đi. Nhớ ăn nhiều lên nha, giỏi. Các bạn chịu bầu mình làm lớp trưởng, mình sẽ mời các bạn về nhà mình ăn sườn nướng mỗi ngày cho đã. Ngoài ra vào kỳ nghỉ hè, mình sẽ mời các bạn vào Disneyland ở Mỹ chơi cùng với gia đình của mình. Còn nữa, hay đã làm chi? Gì vậy? Mình vẫn chưa đọc xong mà. Nhưng mình còn tặng mỗi bạn 10 bộ quần áo và một chiếc điện thoại. Bạn có thực hiện được hết không? Thực hiện gì? Thì mấy câu bạn hứa đó, ăn sườn nè, đi Mỹ nè, tặng 10 bộ quần áo, cả điện thoại nữa. Bạn có làm được hết không? Sao mình biết được mấy chuyện đó? Bạn không chắc thì sao lại hứa? Thì mình chỉ hứa đại vậy thôi. Trước mắt mình phải làm được lớp trưởng rồi những chuyện đó sẽ tính sao. Vậy là những lời bạn hứa chưa chắc là thực hiện được hả? Bây giờ lời hứa mà là quan trọng hả? Có làm được lớp trưởng hay không thì mới là quan trọng kìa. Mọi người đâu phải đồ ngốc, ai mà bị mấy câu này lừa được chứ. Đưa đây, mình sửa cho. Gì vậy? Lớp của Lâm Chi đang bầu lớp trưởng nên Lâm Chi đang tập đọc diễn văn á. Hả? Gì? Nó bảo lớp trưởng? Lớp trưởng nhà vệ sinh thì có. Thằng này không biết lễ em còn. Cái người mà chưa từng làm lớp trưởng như anh á thì đừng có xé vô chuyện ha. Không phải là anh không được làm mà tại vì anh không thích thôi. Thôi nè, mình làm anh á thì mình không giúp em là thôi, còn đứng đó mà ngồi mà kiếm chuyện. Lâm Chi à, cô chuẩn bị xong hết chưa? Nhắm có được không á? Con đang hừng hực khí thế trong người đây nè mẹ. Lâm Chi à, tự nhiên ba thấy hồi hộp lây quá. Trời ơi, ngoài con ra thì còn ai có thể làm lớp trưởng được nữa. Mẹ cũng hồi hộp quá à. Ba nói cái giọng nói của nó hả, làm được hiệu trưởng còn được á nha. Lâm Chi, con nhớ nha, bằng mọi giá con phải giành được chức lớp trưởng này về cho mẹ, nghe chưa? Lâm Chi này luôn ghi nhớ trong lòng. Đó, ra dáng hiệu trưởng, thấy không? Hay quá con gái rồi. Xin chào tất cả các bạn, mình là ứng cử viên số 3, Phan Đỗ Lam Chi, chính là tên của mình. Nếu tất cả các bạn chịu bầu mình làm lớp trưởng, mình xin hứa mình sẽ cống hiến hết sức mình và không làm các bạn hối hận. Số 3, Phan Đỗ Lam Chi. Phan Đỗ Lam Chi này đã sẵn sàng, hãy bầu cho mình Phan Đỗ Lam Chi số 3. Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm phiếu nha. Dạ. Yeah. Phiếu đầu tiên mang tên Lam Chi. Ủa? Là con hả? Ôi Chi. Lam Chi. Ủa? Là con đó hả? Ôi Chi. Lam Chi. Là con nữa, trời ơi, siêu nhiên nha. Anh về, anh về, anh về. Cô kêu em ngồi xuống. Em chỉ mới có một phiếu thôi. Lá phiếu kế tiếp, Bích Trâm. Lá kế tiếp nữa, cũng là Bích Trâm.
và lá phiếu cuối cùng. Cái đồ đáng ghét. Là cái phiếu đó của Lam Chi đó cô. Cả lớp trật tự, giữ im lặng. Được rồi, vậy lớp trưởng năm nay đó chính là Bích Trâm. Bích Trâm, em lên chào cả lớp đi em. Cả lớp vỗ tay. Cái đồ đáng ghét. Lam Chi, em nói cái gì vậy? Đồ đáng ghét, tất cả đều là đồ đáng ghét. Bạn có một chút hả? Bạn nữa đãi món nào mấy người cũng ăn hết. Phở nè, bim bim nè, bánh nè, cái gì mấy người cũng ăn hết. Nước ngọt nữa hả? Bạn là người ăn nhiều nhất tại sao không bầu cho tôi hả? Hả? Đồ phản bội, mấy người đúng là đồ phản bội. Nhả ra, nhả ra, nhả ra. Cô ơi, cô nhả ra cô. Hư nè, đánh bạn nè, giang hồ hả? Con có chửi chưa hả? Chửi. Thôi, đừng có đánh con nữa mà. Anh có biết là nó hư hỏng lắm hay không? Không đánh nó làm sao mà được chứ? Thôi con có đang buồn lắm rồi, đừng có xác đi nỗi đau của nó nữa. Đau thì buồn thì sao? Anh có biết là bây giờ nó giang hồ lắm hay chưa? Thôi. Không vậy là nó hư nữa, buồn cả. Thôi mà, em. Hư hỏng lắm nghe chưa? Con học ai tính giang hồ vậy hả? Không bầu lớp trưởng thì thôi đi, còn quay qua bạn nữa. Tại bên đại món nào tụi nó cũng ăn hết rồi mà không gì bầu cho con. Trời, còn cái chuyện mà mua chuột bạn bè vậy nữa hả? Mẹ thấy người ta không bầu con lại lớp trưởng là đúng rồi đó. Hỏng quá đi mà. Con buồn lắm chứ bộ, mẹ đâu có biết đâu. Con đâu có làm gì sai đâu mẹ đánh con. Trời ơi, đâu. Cái gì mà ồn ào vậy hả? Con bị làm sao nữa vậy?